Xin chào mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Video này mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn cách để các bạn nhận 15.000 về cái số điện thoại của các bạn nha. Đây các bạn có thể thấy này, mình đã nhận được là 15.000 nhá, sẽ được chuyển sang tháng sau. Cái này mình dùng trả sau nha, nên là nó chuyển sang cước trả sau cho mình. Ở đây thì các bạn có thể thấy này, ngày hôm nay lúc 8:01 nha. Ok, và các bạn có thể thấy ở đây, Viettel Money tặng bạn 15.000 nạp thẻ điện thoại miễn phí chỉ trong tháng 9 này. Bấm để nhận ngay. Đây các bạn có thể thấy đây nhá. Và đây thì các bạn có thể thấy này, nạp điện thoại thành công này, tổng là 14.250 đồng, số tiền nạp là 15.000 nhá. Và trước khi vào nội dung của video thì nội dung của video này nó rất là ngắn thôi, các bạn chỉ cần đăng ký cái app đấy là các bạn có thể là nhận được 15.000 nhá. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái kênh của mình cho những bạn nào mới xem nhá. Thì các bạn xem kênh của mình thì chắc chắn là các bạn sẽ được kiếm được tiền nha. Ví dụ như ở đây thì mình hàng ngày thì mình sẽ tặng rất là nhiều, mỗi video thì mình đều bỏ ra từ 100 đến 200 nghìn để tặng cho các bạn nhá. Nhất là mình quay ram zoom 3 lượt và mỗi một lượt thì mình sẽ tặng cho các bạn là từ 15 nghìn đến 30 nghìn nhá. Đây thì các bạn có thể thấy này. Ngoài ra nếu như các bạn xem kênh của mình nhiều mà các bạn bình luận mà không quay chúng thì mình vẫn là tặng riêng cho các bạn nhé. Ở đây thì mình đã tặng riêng cho các bạn rất là nhiều này, các bạn có thể thấy đây nhá. Đây các bạn có thể thấy đây, hàng ngày thì mình đều tặng rất là đều cho các bạn nhá. Thì mình bỏ mỗi một video thì mình bỏ ra số tiền từ 100 đến 200 nghìn để tặng cho các bạn đấy. Các bạn nên là các bạn không phải đắn đo khi xem kênh của mình. Thứ nhất là các bạn có thể là kiếm được những cái con app ngon, kiếm tiền miễn phí. Thứ hai nữa là khi mà các bạn đã xem kênh của mình thì chắc chắn các bạn sẽ kiếm được tiền trên kênh của mình nhé. Đây các bạn có thể xem mình tặng rất là đều. Và video này thì mình không phải là khoe mẽ là mình tặng thẻ cho các bạn hay không, nhưng mà mình sẽ làm một cái video này để cho các bạn có thể hiểu được cái kênh của mình. Có nghĩa là các bạn chắc chắn các bạn sẽ nhận được tiền, dù ít hay nhiều, 15, 20k, 30k, thậm chí là có những bạn khó khăn thì mình có thể giúp các bạn từ 200 đến 300k nhé. Ok, còn đây như bạn này thì bạn ấy kiếm được cả triệu mỗi tháng trên kênh của mình. Các bạn có thể thấy này, bạn ấy trúng rất là nhiều nhá. Rồi, những cái bạn mà đã theo dõi kênh của mình lâu rồi thì các bạn sẽ biết cái chất của mình như thế nào rồi đúng không? Còn những bạn mới thì các bạn cứ tự tin lên, các bạn cứ xem kênh và để lại một lượt bình luận thì các bạn sẽ không thiệt đâu. Các bạn không bình luận, các bạn bình luận mà không mình quay không trúng thì là các bạn IB riêng cho mình thì mình vẫn sẵn sàng tặng quà cho các bạn nhá. Như ở đây thì mình vẫn sẵn sàng tặng cho các bạn từ 15 đến 30 nghìn, thậm chí là nhiều hơn nhá. Ok, thì anh em cứ thoải mái lên, chắc chắn là các bạn ủng hộ mình thì mình cũng sẽ có những cái phần quà tặng cho các bạn nhá. Còn con app mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn để các bạn có thể là nhận 15.000 về cái số điện thoại của các bạn là con Viettel Money này nhá. Bạn nào chưa tải thì tải cho mình, còn nào bạn nào mà đã tải rồi thì các bạn có thể là đăng nhập lại nhá. Thì nó đang có cái sự kiện tặng 15.000 vào cái số điện thoại của các bạn thì các bạn vào lại để xem các bạn có nhận được không nhá. Thì cách đăng ký của nó rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần tải về sau đó các bạn mở lên và các bạn đăng nhập bằng số điện thoại, nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã code nhá. Sau đó các bạn sẽ thiết lập mật khẩu như vậy là được nhá. Và sau khi mà các bạn đăng nhập vào app thì là nó sẽ có cái thông báo để các bạn có thể là nhận 15k nha. Ngoài ra thì ở đây các bạn có thể là chuyển tiền miễn phí này, cũng như là các bạn có thể là quét mã QR nạp thẻ, rồi các bạn có thể là mua những cái thẻ cào, tất cả đều ở trên đây nhá. Ở đây thì nó có rất là nhiều những cái sự kiện để cho các bạn tham khảo nha. Ngoài ra thì các bạn còn được tham gia cái chương trình là chiếc máy thần kỳ này, thì các bạn sẽ được là 4 lượt quay ở đây nhá. Và cái mua vé đây thì các bạn có thể là quay trúng tiền hoặc là trúng voucher ở đây nhá. Thì các bạn chỉ cần quay cho mình thôi, quay chiếc máy này thôi. Đây, chúc mừng bạn đã nhận được một lượt mở may mắn này. Thì mình sẽ xem quà của mình nhá. Ok, mình được là 111 đồng nhá. Thì mình tiếp tục là quay tiếp nhá. Rồi, mở tiếp nha. Mình được là 5 xu này. Quay tiếp nha. Rồi, mở tiếp 33 đồng này. Đấy, cái này thì nó sẽ cũng không được nhiều đâu. Thì anh em chơi giải trí thôi để anh em có thể là tích nha. Mở tiếp này, 33 đồng tiếp nha. Để anh em có thể là tích tiền hoặc tích điểm ở đây nhá. Cũng như là khi mà các bạn đăng nhập vào thì các bạn có cơ hội là nhận 10-15k nha. Ngoài ra thì những cái mục này các bạn có thể là tự tìm hiểu nhá, không có gì cả, cái này là ứng dụng của Viettel thôi, nên là các bạn sẽ tự tìm hiểu ở đây nhá.
có là giảm giá 10% khi mà nạp thẻ cào này, cũng như là đầu tư này, cũng như là gửi tiết kiệm này, hoàn 100k khi mua bảo hiểm này, hoàn 15k khi mua bảo hiểm toàn diện này, đây, hoàn 30k khi mua bảo hiểm xe máy này, đây nó rất là nhiều cái nhá. Hoặc các bạn có thể là vay tiền ở đây này, đó thì các bạn sẽ tự tìm hiểu nhá. Mình chỉ hướng dẫn các bạn đăng ký để có cơ hội nhận 15k thôi, cũng như là mình sẽ quay zam zoom tặng quà cho mọi người thôi. Ok, còn app này là app của Viettel nhá, nên các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng sử dụng con này nhá. Bây giờ thì mình sẽ dừng video và quay zam zoom tặng quà cho mọi người nhá. Ok, thì mình sẽ lấy cái video mới nhất của mình nhá. Có 120 lượt bình luận hợp lệ thì mình sẽ chọn ra 3 bạn may mắn để tặng quà nhá. Các bạn bình luận nhiều lên. Đây, bạn thứ nhất này, em IB Zalo anh rồi, mong anh dép này. Liên hệ với mình để mình tặng quà cho bạn nhá. Chọn ra một người nữa này. Phạm Mai Anh này. Chọn một người nữa nhá. Phạm Mai Anh tiếp này. Thì bạn này bạn dùng nhiều nick nhá, nhưng mà ở đây thì mình quay bạn ấy trúng là 2 lượt thì mình sẽ tặng cho bạn ấy là 2 lượt luôn nhá. Và mình sẽ chọn ra một người nữa, như vậy là mình sẽ quay hôm nay là mình cô gái thanh niên xung phong này. Đây, ba bạn này liên hệ với mình để mình tặng quà cho bạn nha. Trong trong đấy thì một bạn sẽ nhận được là 2 phần quà và 2 bạn còn lại là nhận được mỗi bạn 1 phần quà nha. Các bạn cứ bình luận nhiều lên, mình quay trúng ai thì mình sẽ tặng cho người đấy nhá. Quay trúng 1 lần 2 lần thì đều tặng, cứ trúng ai là mình đều tặng quà cho người đấy. Các bạn có thể là dùng nhiều nick để các bạn bình luận cũng được, không sao cả. Và các bạn có thể là ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ mình nhá. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.